Những lưỡi ốc này ăn vào là đi cấp cứu ngay, rất nguy hại nha bà con. Bà con vui lòng đừng ăn những lưỡi ốc này, mà ăn vào thì nó nguy cấp, có thể tử vong. Đó là ốc bùn, ốc đụn, ốc trám, ốc tù và, ốc cối, ốc nón. Những loại ốc có thể gây ngộ độc và nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ vài phút thôi, bà con chúng ta không kịp đi cấp cứu, đi bệnh viện. Cho nên tuyệt đối vui lòng đừng ăn ốc bùn, cu tút, ốc hương Nhật Bản. Khi ăn phải những loại ốc độc hại như nãy giờ nói thì ta cảm thấy người ta tê cứng đầu lưỡi, tê cứng môi, nôn mửa, khó thở, thì vui lòng đi gấp để nhờ bác sĩ trị bọn chúng và đến bệnh viện cho kịp thời, chứ không là nguy đến tính mạng. Đó là những người ta ăn, bà con ta xem xét, chứ không nó sẽ có thể tử vong ngay. Nó rất là nguy hại cho tính mạng của mình. Ốc bùn, ốc đụn, ốc trám, ốc tù và, ốc cối, ốc nón, những loại ốc có thể gây ngộ độc và nguy hiểm đến tính mạng. Còn tiếp tục nha bà con, là chúng ta không ăn ốc bùn cơ tút, ốc hương Nhật Bản. Khi ăn phải những loại ốc độc hại này thì ta thấy thế này bà con, ta thấy cứng đầu lưỡi, tê tê môi, nôn mửa, khó thở, thì đi gấp cho bệnh viện nhờ bác sĩ can thiệp, chứ là không nguy hại, không kịp nha bà con. Cho nên những loại ốc này vui lòng bà con ta đừng ăn, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Nào, xin chào.